thì giống nói mày mò mũi tăng mò mũi chủ đề là nội dung nhân hòa. Nội dung nhân hòa là quan trọng để học tập ngôn ngữ, ví dụ tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung. Chúng ta học sử dụng AI, vô AI, chúng ta có thể can thiên tên thức thôi dẫn. Chúng ta có thể tên thức thôi dẫn sử dụng AI. AI có thể giúp chúng ta học tập nhanh nhanh. Vì chúng ta có thể sử dụng AI, chúng ta có nội dung nhân hóa. Nhân hóa là quan trọng, vì chúng ta có quan tâm số tiền, mục tiêu khác nhau. Nhồi hộp là khác nhau, quan tâm số tiền, mục tiêu hộp nữ nên AI có thể chưa chúng ta có nội dung nhân hóa đập phân pháp lại. AI có thể giúp chúng ta có nội dung nhân hóa và sử dụng AI, voice AI, sử dụng AI. AI có thể giúp chúng ta có nội dung nhân hóa. AI có thể giúp chúng ta có nội dung nhân hóa để sử dụng AI. Nên chúng ta có thể sử dụng AI để học tập ngôn ngữ, vì chúng ta có nội dung nhân hóa nên có thể có nội dung nhân hóa để học tập ngôn ngữ, nên nhiều học có mục tiêu tăng nhau để AI sử dụng AI chúng ta có nội dung tăng nhãn hóa nên nhãn hóa là quan trọng để học ngôn ngữ. Khi chúng ta học ngôn ngữ nước ngoài nên vì chúng ta có sử dụng AI, chúng ta có nội dung nhân hóa. Hôm nay tôi nói về nhân hóa. Hôm nay tôi nói về nhân hóa để học tập nhiều nữa.
Đưa về vector nhắn quả ngồi dùng trong hút ngôn ngữ. Vector nhắn quả là rất quan trọng với cả hút ngôn ngữ thì ngôn dùng để hút phổ giao tiếp bằng ngôn ngữ. Yếu tố cá nhân hạ trước chúng ta tập trung và các kỳ tăng thu hút hồi như cao và nước chiều và văn cảnh. Ví dụ, khi học sinh là chúng ta xuống lại nhưng học và lỗ rằng khi sử dụng ngôn ngữ này. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của công nghệ và các nền tảng như vậy, chúng ta có thể vô cùng sử dụng ngoài đó chúng ta có thể ngôn ngữ của Facebook và các ứng dụng hoặc thông qua các công trình trước trên trong xã hội khác biết chúng ta vội ngồi các văn phòng mỗi như chỉ là viết tin nhắn gọi tin nhắn hộp của cho truyền nhắn sẽ giúp tăng cứng kỹ năng sử dụng độ hơn nữa AI có thể cung cấp rồi chúng ta muốn người dùng ta nhắn hóa giúp chúng ta thực hiện vào những yêu cầu yếu của mình và cải thiện một cách hiệu quả. Tại sao về cá nhân hóa nội dung lại quan trọng trong học ngôn ngữ tập trung vào mục tiêu cá nhân? Khi chúng ta học ngôn ngữ rồi, nội dung phù hợp với sở thích, mục tiêu và như cao hiểu được bản thân. Qua chính học trở nên hiệu quả và tư duy hơn. Ví dụ như mục tiêu của bạn là giao tiếp trong môi trường làm việc nội dung học cần phải sôi khoản cách chú để phòng vệ
Vốt quả nấu sư hải chi hộ ngôi. À, cá nhân nó là nội dung chứ. À, ngôi hộ cam tài coi mãi coi mãi và thứ trình hôn thì sử dụng mối như này đặc biệt đứng bồi đừng ngồi tam tại ngài cũng ký ngôi nông nữ không phải mê 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 để hỗ trợ phát triển lâu dài việc không không chỉ dừng lại ở những kỹ năng cơ bản. À, cái nội dung tức khả nhân hóa à, chúng ta có thể tiếp tục phát triển kỹ năng ô những cấp độ cao hơn. Từ đó có thể sử dụng ngôn ngữ mô các robot và thư viện. Làm thế nào để có thể chữ cá nhân hóa nội dung? AI có thể phân tích dữ liệu quá trình học của chúng ta và tạo ra các bài tập khô nội dung học phù hợp như chúng ta yêu thì hơn. Tóm lại à, cá nhân hóa là chìa khóa để học nội mô các hiệu quả với sự hỗ trợ của AI và công nghệ chúng ta có thể tập trung vào các mục tiêu cá nhân vượt qua sự lỗ ngay khi sử dụng mỗi và tiếp tục phát triển kỹ năng của mình một cách dài hạn. Dù quan trọng là này biết mình cần chỉ và sử dụng những công cụ hiện đại để là viên vector ở hốc ngôn ngữ cho thành một trải nghiệm thú vị và bổ ích. Xong.